bang New Hampshire, trên đường đi White Mountain. Nhiệt độ ngoài trời hiện giờ 8 độ. Thành phố này đẹp, nó giống như thành phố Boston nhưng yên bình hơn và ít dân. Sau chúng tôi là tòa nhà lập pháp của bang New Hampshire. Hôm nay thời tiết rất là đẹp, 11 độ và trời có nắng, là cái sắc thu ở phía đông bắc Hoa Kỳ. Đây dự kiến sẽ là một trong những cái địa điểm đưa vào cho du khách tham quan. Chúng ta ở bang New Hampshire, cái bang này rất là đặc biệt, là một trong 4 bang của Mỹ mà là miễn thuế. Trên thế giới, rất nhiều nơi có cảnh lá vàng vào mùa thu. Nhưng có lẽ vùng White Mountain của bang New Hampshire này là nơi có cảnh lá vàng đẹp nhất. Vì vậy, hàng năm người ta kéo nhau từng đoàn về đây coi lá thu. Có đủ sắc màu, xanh đỏ vàng tím ở những bìa rừng, trên sườn đồi bên thềm nhà, trong khuôn viên khách sạn. Một thế giới vô cùng lạ lẫm, thế giới thần tiên thật sự khi chúng ta tới đây lần đầu. Hôm nay chúng tôi rất là vui vì đã tìm được một cái con đường đẹp nhất mùa thu Đông Bắc Mỹ. Mùa thu lá vàng trên con đường lạ, mùa thu lá vàng lang thang mình ta. Quê hương nơi đâu từng giờ ta mong, em yêu nơi đâu lạnh buốt tim ta. Kankamagus Highway có thể được xem là một trong những cung đường ngắm cảnh huyền thoại của Hoa Kỳ. Đường rừng tương đối vắng, hai bên là những vạt cây màu đỏ vàng cứ thế nối tiếp nhau hàng trăm cây số. Người dân nơi đây thường tự hào về con đường này như một biểu tượng nổi tiếng ở xứ sở cờ hoa. Chúng ta đang đứng ở một cái điểm dừng của một cái con đường Kankamagus, nó dài 40 dặm, là một trong những cái con đường mà đẹp nhất để ngắm về cái mùa thu vàng. How are you today? Where are you from here? Tell me. We're from Stoddard, New Hampshire, which is about 2.5 hours south of here. Và cái khu vực này rất rộng lớn. Nó thuộc cái khu vực nó gọi là Franconia North Region. Và khu vực này nó bao gồm cả hai cái tiểu bang là Vermont và New Hampshire. Anh là đêm và em là ngày, hai đứa xa nhau nửa vòng trái đất. Chúng niềm mơ ta đón nhau về, chia nhau nụ cười quên đi ngày dài. Đang đứng ở giữa trung tâm vùng Franconia North Resort, là một vùng nổi tiếng về cảnh đẹp nhất của vùng New England, tức là vùng New Hampshire. Ở đây có rất nhiều hoạt động, chẳng hạn như đi trekking, đi bộ trong rừng, đi leo núi và đi thưởng ngoạn cảnh đẹp lá vàng trong dịp thu về. Bây giờ là cái dịp giữa thu thì một số cây lá nó đã chuyển thành màu đỏ và đã rụng. Đây chắc có lẽ là cảnh đẹp nhất đối với du khách. Lý do là vừa có lá vàng, lá đỏ và có cảnh suối với những hòn đá sắp đặt rất là nghệ thuật. Mùa thu nhớ người, tình anh đợi chờ. Chờ đôi mắt cười, chờ vòng tay quen, chờ làn môi ấm.
mùa thu lá vàng vàng con đường lạ, mùa thu lá vàng vàng trái tim khôi.